Hãy cùng chúng tôi City Ventures khám phá cuộc sống tiện nghi và hiện đại của vùng vịnh San Francisco, những kiểu nhà townhouse mới được xây dựng với phong cách hiện đại bậc nhất. Địa điểm thuận tiện sẽ giúp cuộc sống của quý vị mỗi ngày một tốt đẹp hơn. Hãy tận hưởng những gì tốt đẹp nhất đang có tại vùng vịnh San Francisco, gần các trung tâm thương mại, ăn uống và giải trí. Đặc biệt, tất cả các townhouse đều được lắp đặt miễn phí hệ thống điện mặt trời solar. Để biết thêm chi tiết, xin vui lòng liên hệ 415-319-1909 để được tư vấn.